hỏi thứ ba. Con bạch thầy cho con hỏi, con đã quy Tam Bảo nhưng con đã có bát hương bản mệnh ở nhà, vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Không sao. Bát hương bản mệnh tức là ngày xưa, bát hương bản mệnh tức là chính là chúng ta đi xem bên thánh. Ngày xưa chúng ta thì nếu chưa quy Tam Bảo, chúng ta đi xem ông Đồng và Cốt á, họ bảo là gì? Căn cao số nặng, phải có bát hương bản mệnh để thờ á, thì mới gì? Mới được mát mẻ, mới được mạnh khỏe, mới được bình an, mới được may mắn, vân vân. Thì chúng ta chưa biết đến Phật, thì chúng ta có đến nhờ họ gì? Bốc cái bát hương bản mệnh, thì cái đó cũng không sao. Đấy khi chúng ta chưa Phật mà. Nhưng còn nếu mà quy Tam Bảo rồi ấy, mà còn chúng ta còn đi xem, còn bốc cái bát hương bản mệnh đó, tức là gì? Đấy lại là sai. Như vậy là sai. Vì sao? Khi quy Tam Bảo, Phật Pháp Tăng trong kinh Đức Phật nói là trên hết rồi. Phật là gì? Là thánh trung thánh, là vương trung vương. Thế nếu mà gọi là thánh thì gì? Phật là bậc, là vị thánh cao nhất. Nếu là vua thì Phật là vị vua gì? Cao nhất. Cho nên chúng ta thấy trên từ các vua quái trời, từ quái trời thấp nhất là quái trời tứ tiên vương, cho đến quái trời cao nhất là quái trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tất cả đều là dưới Phật, một bậc hoặc nhiều bậc cả. Các vị vua quái trời, vô số những vị vua quái trời còn quy y với Đức Phật. Thậm chí trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy các vị quái trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới mang cung điện lầu các và những phẩm vật ở thế giới, ở quái trời của mình đến để xin cúng giảng Đức Phật. Thậm chí phải xin 5 lần 7 lượt Phật mới yên lặng để nhận lời cho. Phải nói với Đức Phật là thương tưởng cái lũ gì? Lũ chúng con ở trên các quái trời, tuy phúc báo được quái trời nhưng mà do nhiều đời nhiều kiếp nay không có Phật, cho nên chúng chư thiên gì dần dần làm việc ác và giảm dần. Nay được gặp Phật, đây là một sự đại phúc đức, đại nhân duyên của chúng chư thiên chúng con. Cho nên chúng con thì đem cung điện, đem thiên y, rồi đem thiên hương vân vân đó để đến đây để cúng giảng Đức Thế Tôn, kính mong Đức Thế Tôn vì gì? Vì lũ chúng con để mà nhận cho chúng con, để chúng con thì gieo trồng được một chút thiện căn phúc đức nhân duyên với Ngài. Tắc bạch đến vài lần Đức Phật mới hoan hỷ, yên lặng nhận lời cho. Chúng ta thấy vậy thì cho nên cái câu nói này Đức Phật đó, gọi là được tôn xưng là gì? Là thánh trung thánh, vương trung vương, là bậc thánh cao tột nhất trong tất cả các bậc thánh, là vị vua gì tối thượng nhất trong tất cả các vị vua đó. Cho nên ở đây nếu mà quy Tam Bảo rồi mà còn sau này còn đi đội bát hương, còn thờ bốc bát hương bản mệnh để đội bát hương, như vậy thì lại là sai. Nếu còn chúng ta đội bát hương trước, ở đây Phật tử này nói con đã quy Tam Bảo nhưng con đã có bát hương bản mệnh ở nhà, vậy có ảnh hưởng gì không? Ở đây không nói rõ là nhưng có bát hương, nhưng đã có bát hương bản mệnh, nhưng cũng không rõ là bát hương có trước hay có sau. Đây hình như là có trước thì phải. Nếu bát hương có trước thì không sao, nhưng mà bây giờ đã quy làm đệ tử Phật rồi thì tốt nhất thì làm cái lễ thì mình giải đi, thế là để cho mình theo một mối thôi, tức là nhất tâm tín Phật, theo Phật và nguyện thì nguyện được noi gương theo Đức Phật để tu tập, noi gương theo đức hạnh của Phật để tu tập, ngõ hầu mong gì một đời một kiếp này sẽ sớm được thoát khổ, sớm được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc sinh về các quái tịnh của mười phương chư Phật, được gặp chính pháp, được tu tập sớm gì chứng thánh quả A-la-hán hoặc thất địa Bồ Tát trở lên, nhận đến hàng đẳng giác diệu giác Bồ Tát, nhận đến cho thành Phật trong một vài kiếp tương lai không xa để phổ độ chúng sinh, thì đó mới là người đệ tử Phật chân chính, phát tâm Bồ Đề chân chính.
Chứ còn chúng ta vẫn còn sợ, rồi còn vẫn theo mà đồng và cốt nó phán, vẫn còn sợ rằng bốc bắt bỏ bát hương bản mệnh đi thì sợ chúng ta sẽ bị chết hay sẽ bị ốm đau bệnh tật thế này vân vân thế này khác. Như vậy là chúng ta chưa có niềm tin vào Phật, là đệ tử Phật mà chúng ta vẫn còn sợ là bỏ cái bát hương bản mệnh đi chúng ta thì không được khỏe mạnh, không được bình an, là chúng ta thì không đủ niềm tin vào Phật. Các vị biết ngày xưa tôi chưa đi tu á, tôi cũng bị một cái trận ốm gọi là thập tử nhất sinh, tôi cũng đã kể vài lần nữa đó, chết đi 4-5 tiếng đồng hồ. Và sau khi tỉnh lại thì tự nhiên là những cái vấn đề tâm linh, nhiều cái tôi tự biết được. Ví dụ tôi nhìn thấy người ta đến, tôi có thể biết người ta thì chuẩn bị vận hạn như thế nào, hoặc bị biết người ta đến kiếp trước người ta ra sao, vân vân và vân vân. Có thể nhìn mặt họ mà mình đọc quanh vách đời trước kiếp trước của họ, và cũng như là vận hạn của gia đình họ đang gặp như thế nào, tự nhiên biết. Thậm chí có nhiều cái chữ Hán, ngày xưa chúng tôi thì ở trong quê chúng tôi thì có biết gì chữ Hán đâu, biết gì chữ Nho đâu, nhưng mà nhiều chữ tự nhiên thì mình biết. Mà sau này xuất ra đi học rồi thì mình mới thấy là có cái chữ này này mình đã biết từ ngày xưa. Sau một trận thì ốm dậy mà cái vấn đề tâm linh tự nhiên nó có cái cảm nhận, biết nhiều cái như vậy. Và nó cứ ốm đau, cứ như là người giả ốm, đang khỏe thế này là lăn đùng ngã ngửa ra, và đang lăn đùng ngã ngửa thì lại thì có thể khỏe mạnh là bình thường. Bà mẹ đi xem bói, các ông thầy bảo là ô cái anh này nó căn cao số nặng, nó phải trình đồng mở phủ đội bát hương thì nó thì nó mới mới khỏe mạnh. Rồi mẹ tôi cũng tin và cũng đi, cũng mời ông thầy về cúng bái và cũng đi, cũng trình đồng mở phủ đội bát hương cho tôi. À, cái lúc đội bát hương tôi nhớ lại thì tôi cái hôm đó làm lễ đội bát hương làm lễ đội bát hương là cái ông thầy đồng, ông phủ cái mảnh vải đỏ lên đầu của tôi và ông đặt cái mâm lễ lên trên đầu á. Thế ông bảo là quay đi, tôi chả biết quay cái gì cả. Thế là tôi chả biết quay gì, thế là cái người đi đi phụ giúp với cái bà cụ đi phụ giúp cái ông thầy đồng ấy. Ông hai bà hai bên là bà túm cái mâm lễ ở trên đầu, cứ thế là lắc lắc cái đầu của tôi này. Tôi nghe thấy nó lắc vui vui, tôi cũng thấy tôi lắc theo. Thế là khi thấy tôi lắc một cái là bắt đầu mọi người hoan hô, bảo ôi giời nhà ngài giáng rồi, nhà ngài lắc rồi, nhà ngài trứng rồi. Nhưng mình nghĩ trong bụng mình rõ ràng mình nghĩ là đây là tôi lắc đấy chứ. Nhưng mà người ta ngoài cái vỗ này thì nhà ngài lắc rồi, nhà ngài giáng rồi. Đó. Cho nên đấy, chưa biết được Phật Pháp thì chúng ta sai lầm, lầm đường lạc lối cũng không sao. Thì tôi ngày xưa đấy khi mà, nhưng mà tôi nghĩ là có cái duyên đó thì tôi mới biết đến Phật. Đấy cũng là cái nhân duyên để cho tôi đến với Phật. Chứ không có cái ngày đó thì bây giờ xin thưa các vị, năm nay 43 tuổi, mấy ngày nữa là sang tuổi 44. Thế bây giờ thì bạn bè của tôi ở nhà một nách gì, một cháu thôi. Con cái thì bây giờ nó lớn lớn cả rồi. Có đứa có cháu nội, có cháu, có đứa có con rồi. À, có cháu nội rồi. Có đứa có cháu nội, cháu ngoại đến thì mấy tuổi rồi? 2-3 tuổi rồi. Không, rồi tôi về trong quê có đứa cùng sinh, à, sinh sau tôi. Sinh sau tôi một năm. Và đứa cháu nội năm nay của nó đã có đứa cháu nội năm nay đã 6 tuổi. Có đứa cháu nội 6, nó cưới từ năm mười mấy tuổi. Cưới từ năm 16 tuổi. Trong quê tôi ngày xưa nó có hay có nạn tảo hôn. Đấy, nếu mà tôi không có cái chuyện đó thì không biết bây giờ tôi đi đến đâu. Nhưng mà may thì cũng may có cái gì, các cụ ngày xưa nói này, trong họa lại có phúc. Đấy chính là gì? Trong họa có phúc đấy. Cái khi mà ốm đau bệnh tật như vậy, dở dở ương ương như vậy á, thì tôi mới tìm đến con đường tâm linh. Người ta bảo tôi phải có gì, căn cao số nặng, trình đồng mở phủ mới khỏi. Nhưng trình đồng mở phủ chẳng khỏi, đội bát hương thì cũng chẳng khỏi. Và cuối cùng đến thì đến năm sau khi đi lễ Phật, có cái bà cụ ở trong làng á, bà cụ hay đi chùa, bà cụ đưa cho mượn cái quyển kinh Địa Mẫu Chân Kinh và quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương ấy. Tôi về tôi đọc cái quyển Địa Mẫu Chân Kinh 3 lần, tôi cũng rất là thích. Nhưng tôi đọc thì một lần và một lần rưỡi, sang đến nửa cái quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, đến cái đoạn mà Bồ Tát Quan Âm móc mắt chặt tay, lấy mắt lấy tủy lấy máu để chữa bệnh cùi bệnh hủi cho thân phụ của mình là vua Diệu Trang Nghiêm Vương ấy. Vua Diệu Trang Nghiêm Vương
Thì khi đó tôi cảm động quá và đặt cái quyển kinh đó xuống và nói đây mới là đường của gì mà mình phải đi. Đây mới là con đường mà mình sẽ chọn để đi. Và ngay lập tức là thắp hương đối trước ban thờ thánh, rồi thờ thần linh gia tiên, thần tổ tiên của mình, mà khấn nguyện là thôi con đối với gì? Việc ở thế gian thì tạm thời là đứa con bất hiếu, không thể ở nhà để phụng dưỡng cha mẹ được, không thể nối nghiệp tổ tiên, không thể nối nghiệp cha mẹ để gì? Để hương khói phụng thờ tổ tiên, lấy vợ sinh con, để cái ở nhà được. Mà con sẽ đi theo con đường của Bồ Tát Quan Thế Âm, thực hành cái bản nguyện giống như bản nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là xuất gia để thành Bồ Tát, thành Phật để phổ độ chúng sinh. Và 1-2 giờ sáng phát nguyện làm cái điều đó, và mấy hôm sau liền chọn ngày lành tháng tốt để xuất gia. Và tất cả những cái việc tâm linh như trước đây, ví dụ như tự nhiên biết xem cho người ta này, tự nhiên có cảm giác tâm linh, thậm chí có người họ cũng ở nhà. Ngày xưa tôi có một cái đặc biệt là từ ngày xưa người, từ khi mà ốm chết dậy như vậy, chết xong tỉnh dậy như vậy, cái việc tâm linh tự biết. Thế tự nhiên là có cái người ốm, người bệnh đến, múc một cái bát nước trắng mang lên trên cái ban thờ nhà mình thì khấn khấn vài một tí xong đưa cho họ về uống thì là khỏi. Đấy, có cái chú ở quê, trên quê nội, có cô vợ, cô điên điên khùng khùng xé hết quần áo. Cái chú lên ngày xưa là trưởng thôn, xé hết cả quần áo, đi đón các thầy cúng dưới xuôi lên không khỏi, thầy cúng trên thượng về cũng không khỏi. Tức là thầy cúng người dân tộc cũng không khỏi, mà thầy cúng dưới kinh lên để phù thủy để chấn yểm bùa bèn cũng không khỏi. Cứ xé quần áo thôi, cào cấu mình cháy máu rồi đánh mình thế này thế khác, hành hạ mình. Thì hôm mà bắt đầu ngày mai tôi đi tu, thì ngày hôm nay gia đình bắt đầu đi xuống khóc lóc về van xin. Bắt đầu thì tôi bảo thôi thì đây là cái người cuối cùng thì tôi ở nhà tôi chữa cho. Thế là tôi múc một cái bát nước đưa cho bà về, và một nửa thì vẩy ở nhà, còn một nửa thì cho cô ấy uống. Uống xong một cái khỏi ngay. Tất nhiên lúc đó thì tôi không biết, tôi vì sáng sớm hôm sau tôi đi tu rồi tôi không biết, vì chiều tối cái gia đình người ta mới xuống, tôi không biết là hôm sau người ta khỏi ngay. Nhưng sau này mấy năm sau tôi đi xuất gia rồi, tôi về thăm gia đình ấy, mới nghe kể lại là gì? Hôm trước thầy đi tu, trước hôm thầy đi tu, thầy cho một bát nước mang về một cái uống cái khỏi ngay cho đến hôm nay luôn. Tức là 20 mấy năm nay khỏi bình thường luôn. Và ông chồng ấy bây giờ thường ấy ra làm thợ cho thầy xây, làm thợ xây thì xây ở đây. Đấy, chồng của cô ấy. Thế cho nên cái vấn đề tâm linh, ngày xưa chưa xuất gia đã biết như vậy, nhưng khi xuất gia rồi, tôi bỏ hết. Bỏ tất cả những cái việc đó. Bỏ cái việc để chữa bệnh, bỏ cái việc này, việc khác, cái kia. Mà nhất tâm vào tu tập để hoằng pháp. Cho nên cái việc mà thần kỳ quỷ quái như vậy, trong nhà Phật tôi cứ nói, trong nhà Phật gọi là cái việc thần kỳ quỷ quái như thế. Phật dạy chúng ta thì người xuất gia chúng ta và người học Phật chân chính chúng ta không nên đặt nặng vấn đề vào nó. Phải biết buông bỏ và đi qua nó thì chúng ta mới cảm nhận được cái giáo lý giải thoát thậm thâm vi diệu, thanh tịnh của gì? Của nhà Phật. Đó, cho nên ở đây nói với Phật tử này là thôi cũng nên bỏ cái gì? Cái bát hương này đi. Và chỉ nhất tâm thì nếu muốn thờ thì thờ một cái bát hương thờ Phật. Tôn tượng hoặc tranh ảnh của Phật, Bồ Tát treo lên trên cái phòng thờ đó, trên cái ban thờ đó, trên cái bát hương đó để mình nhìn thấy, để cung kính đỉnh lễ cúng dường hàng ngày. Các cụ đừng, các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ là thờ Phật là sợ là mình không giữ được lễ, là sợ Phật quở, Phật phạt. Nhiều Phật tử nghĩ như thế, không có đâu. Phật không bao giờ quở ai, mà Phật cũng không bao giờ phạt ai. Hả? Chúng ta thờ Phật, Phật cũng không bắt chúng ta gì. Ngày ngày là phải đọc kinh thì Phật mới thương. Còn không đọc kinh là Phật ghét, không có chuyện đó. Chúng ta thờ Phật không phải ngày ngày chúng ta phải có thanh bông hoa quả, hương hoa bánh kẹo gì, đắt tiền thì Phật mới ưng. Phật Bồ Tát không bao giờ yêu cầu chúng ta phải làm những việc đó. Chúng ta nếu thờ Phật được ở nhà quý lắm,
nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài. Chúng ta chỉ cần dậy sáng, thắp một nén hương, thay một chén nước gì, một chén nước trong mới đặt lên đó dâng cúng Ngài. Có điều kiện kinh tế thanh bông hoa quả lúc nào cũng tươi trên ban thờ thì càng tốt. Không thì không sao cả. Chỉ cần một hoặc ba chén nước hoặc bảy chén nước thôi. Một, ba, năm hoặc bảy. Chúng ta nhớ là nên múc cái múc lẻ. Một chén hoặc ba chén hoặc năm chén hoặc bảy chén. Nếu nhiều như đàn tràng lớn thì múc bảy chén. Vừa vừa thì gì? Ba chén. Mà không bình thường thì chúng ta chỉ cần một chén dâng lên là được. Cũng được. Chén nước trong. Tức là chén nước trắng đó. Nước lọc đó. Nước La Vi hay là vân vân gì đó. Chúng ta dâng lên, chúng ta cúng, thắp một nén hương thay một chén nước như vậy. Chúng ta gì? Chắp tay đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật. Chúng ta niệm Phật 10 câu hoặc là niệm Phật 10 hơi. 10 câu tức là gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Như vậy là cho đến 10 câu như vậy. Hoặc chúng ta hít vào một hơi thật sâu, trụ hơi nơi đan điền của chúng ta, và chúng ta niệm ra dần dần Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là hết một hơi. Là hít vào, niệm ra như vậy cho đến 10 lần hít vào thở ra niệm Phật như thế. Và chúng ta đem cái bài hồi hướng phát nguyện, nếu chúng ta là người cầu sinh tịnh độ, chúng ta đem hồi hướng như vậy là cũng được. Hồi hướng cái bài phát nguyện: nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lữ, nguyện dĩ thử công đức phổ cập bất nhất thiết ngã đẳng giữa chúng sinh dây cùng thành Phật đạo. Đó, chỉ cần ngắn như vậy thôi. Như vậy là xong một khóa lễ, xong một khóa lễ Phật. Nếu chúng ta không có thời gian để tụng kinh, để niệm Phật dài như tăng ni và Phật tử khác, chúng ta còn đang trong tuổi đi làm, đang đi công tác xã hội, hoặc là cái là người lao động chính trong gì, trong gia đình, thì chỉ cần phương pháp tu 10 hơi niệm Phật như vậy, hoặc là 10 câu Phật hiệu, thậm chí ngày tỉnh không 10 câu Phật hiệu thôi cũng được. Dẫn trong cái tư tưởng kinh Vô Lượng Thọ, 10 câu Phật hiệu, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. 10, đấy là 10 câu Phật hiệu. Xong. Xá Phật ba xá. Hoặc là lễ Phật ba lễ. Lui ra đi làm. Đức Phật nói. Như vậy cũng để tiêu trừ được vô lượng tội chướng, tăng trưởng vô lượng công đức thiện căn. Đem công đức đó hồi hướng cầu sinh Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Người đó tới khi lâm chung, chỉ cần niệm được 10 câu như thế thôi, A Di Đà Phật sẽ hiện tới trước mặt người đó để tiếp rước thần thức của người đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là đới nghiệp vãng sinh, gọi là mang theo nghiệp mà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng điều quan trọng nhé, trong giai đoạn chúng ta gì? Hấp hối chuẩn bị mất đó, chúng ta phải nhớ chính niệm, giữ được tâm chính niệm, khởi lên được cái gì? Lòng tín kính phát nguyện cầu sinh Tây Phương, và niệm được 10 câu Phật hiệu như thế thì A Di Đà Phật sẽ đến trước chúng ta. Nếu không làm được điều đó thì Phật cũng sẽ không đến. Mà muốn làm được điều đó thì chúng ta phải tu nhân tích đức ngay từ bây giờ, ngay từ hôm nay. Đừng có nghĩ rằng mình còn trẻ còn khỏe mà không tu, già già nghỉ hưu mới tu. Đừng nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy là sai lầm lớn đó các quý vị. Sai lầm lớn đó, tôi nói là sai lầm lớn đó. Cho nên á, biết tới Phật ngày nào tu được ngày đó là tốt nhất. Biết tới Phật giờ nào thì tu được giờ đó là tốt nhất. Biết tới Phật được phút nào tu được phút đó là tốt nhất. Biết đến Phật giây nào tu về tu theo Phật giây đó là tốt nhất. Nhớ Phật, niệm Phật. Đừng để lãng quên, đừng để luống phí, luống uổng mất thời gian trôi đi. Đó mới là một người đệ tử Phật chân chính tu hành cầu sinh tịnh độ hoặc cầu đạo giải thoát, vân vân. Cho nên ở đây khuyên Phật tử này là nên nên sớm, nên sớm này, bỏ cái bát hương thờ bản mệnh kia đi, thay vào cái bát hương thờ Phật để mà gì? Phụng Phật, tu tâm dưỡng tính, càng sớm càng tốt. Amitabha.
chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.